Đây giới thiệu cái mẫu phiên bản mới 2023 ha. Thì cái mẫu này đã xuất hiện năm 2022 rồi, các anh em đã từng sử dụng qua rồi. Thì đối với phiên bản mẫu 2023 thì nó có nhiều cải thiện về bên trong âm thanh ha, chất lượng mạnh ha, bass mạnh hơn ha, karaoke, tiếng reverb mượt ha, chống hú hiệu quả cao ha. Ok, đây là bo mạch ha. Có công suất là 250W cộng 250W công suất thật ha. Đây. Thì nó có nhiều cái khối chức năng rất là hay ha. Đây là phần chỉnh equalizer nè. Thì ở đây cho phép mình chỉnh âm thanh cực kỳ sắc nét luôn ha. Đẩy bass cực sâu luôn ha. Đây, nó có 3-5 cần chỉnh ha. Hai cần chỉnh bass, một đây, hai cần chỉnh bass rồi còn một cần chỉnh trung, hai cần chỉnh treble. Ok chưa? Đây nguồn 220, gắn lắp biến thái xuyến vô ha. Thì ở đây biến thái xuyến là đủ cho mạch, khi mình không trị bệnh ắc quy thì vẫn đủ cung cấp để chạy cho bo mạch đạt hết hiệu quả công suất ha. Reverb lúc này là đã lập trình cải thiện hơn rất nhiều rồi, âm thanh cực mượt luôn. Tiếng reverb của phiên bản 2023 cực mượt luôn ha. Delay, echo, khối kết hợp mid bass, mid treble, mid volume, guitar volume. Đây là phần chỉnh nhạc ha. Đây phần bluetooth ha, phần bluetooth LCD thế hệ mới. Đây mặt nguồn lên luôn. Đây là ở chế độ live, chuyển chế độ. Ok chưa, đang bắt bluetooth nè. Đây là có nhiều ứng dụng hay nè, những cái phím ứng dụng nhiều chức năng hay nè. Ví dụ như đây là buổi hội họp thì mình sử dụng cái hàng nút như này. Ok, đây là khối livestream, dành cho anh em nào thích livestream ha. Ok, đối với cái bộ mạch này thì nó có nhiều đặc điểm rất tuyệt vời. Sử dụng cùng lúc 4 micro, DSP lập trình chống hú reverb ha. Đây, có phần chống hú đây. Ha, chỉ đặc biệt cái mẫu này trên thị trường là có chống hú ha, chống hú xử lý bằng chip lập trình riêng biệt ha. Ok chưa, feedback nè, nhấn vô là chống hú, nhẽ ra là không chống hú ha. Thì thông thường mình sẽ chọn chống hú. Ok chưa, rồi mình sẽ tiến hành coi bên trong. Đây là cái phần led nhét chấp nhét theo nhạc ha. Đây bình bên ngoài, đây là led nhét theo nhạc, kết nối màn hình bên ngoài, màn hình Android ha. Đây là cổng speaker, ví dụ như khi sử dụng mình dùng hai thùng loa riêng biệt á thì mình sử dụng cái cổng này. Ok, mình tắt nguồn đây rồi quay bên trong cho các anh em xem. Đây ngõ ra hai kênh, mạch chạy phát đánh bass rất là căng ha. Đây là chạy phát ha, ngõ ra hai kênh thì mình lắp y chang âm ly thôi, lắp dễ dàng. Mỗi kênh như vậy là trở kháng từ 4 đến 8, lắp y xì ngang âm ly, ngõ ra hai kênh. Ok chưa, đây ngõ ra bên trong là có dây led này, dây lắp đèn led nhớ theo nhạc này. Đây là hai anten này, hai anten để mình lắp vào cái phần micro không dây, có chỗ lắp hai bo mà thu micro không dây. Ok chưa, rồi thì đây mình đang lắp cái micro không dây này. Đây mình sử dụng bass 4 tấc này, con 75 này, đang test trên cặp bass 4 tấc ha, con 75 này, chép 450 này ha, chép âm thanh cực tốt này. Xíu mình test tiếng chép, các anh em chú ý ha, nói chung cũng vậy nè, âm thanh cực tốt luôn ha. Đặc biệt ở đây bass ở bên Đại Phú là nó có một chất âm rất là tuyệt vời, rất là riêng, rất là đặc biệt. Đây là test bass 4 tấc, 4 con 75 ha, công suất là 250W đến 350W ha, âm thanh cực kỳ hay luôn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật nguồn. Thì ở đây đối với ba mạch này là vừa chạy bình và điều chạy điện 220. Đây. Thì đây mình bật nguồn lên, đây bật nguồn lên đây. Thì đây đang chạy điện nè ha, đang chạy bình nè. Chưa có bật nguồn điện nè. Thì khi bật nguồn điện lên thì đèn đang báo sạc nè. Ha, đèn đang báo sạc. Ý có nghĩa là vừa chạy bình và vừa chạy điện thì lúc này bình điện đang sạc cho bình ha. Ok, đồng ý không? Rồi mình tiến hành test cái phần tiếng micro trước ha, để các anh em xem thử cái tiếng reverb nó như thế nào. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110
bộ công năng sở số 7 chỉ 12 bộ sở đó, nó cái tiếng gió nó phải dạt vào như thế cái anh em mới gọi là reverb, mới gọi là reverb ha. Reverb ở đây là reverb chuyên nghiệp luôn, như phòng thu luôn ha, khẳng định luôn. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 9 10. Thì ở đây mình test bắt rờ cho các anh em xem ha. Thì chắc chắn là cái âm thanh nó sẽ không có tốt bằng khi mình vô thùng, thùng nó sẽ cộng hưởng ha. Đây, thì đối với cái phần chỉnh reverb thì Leico thì các anh em lưu ý ha. Đó, bên mình luôn luôn sẽ có hai cách chỉnh cho các anh em. Một là reverb tăng hết mức ha. Echo tăng hết mức luôn, delay giảm thấp. Hoặc còn cách khác nữa là reverb tăng hết mức, delay tăng hết mức, echo thấp. Đó là hai cách chỉnh mà sẽ ca tiếng ca tuyệt vời nhất ha. Đây mình đang chỉnh cách thứ nhất á. Reverb mạnh nhất, echo mạnh nhất, delay thấp. Đây mình test lại tiếng micro cho các anh em xem ha. Nó phải dạt vào tiếng reverb như thế mới gọi là reverb. 1 2 4 5 6 7 9 10 1 2 4 5 6 7 9 10. Rồi còn cách nữa mình chỉnh cho các anh em. Đây, cách là delay tăng, reverb thấp, echo thấp. Đây, thử tiếp. 1 2 4 5 6 7 9 10. Giảm echo lại một chút ha. Echo nhiều quá. 1 2 4 5 6 7 9 10. Đóng echo luôn ha. 1 2 4 5 6 7 9 10. Đó, reverb nó phải kéo dài như thế mới gọi là reverb ha. Ok, thì nhạc chút xíu đi, test thử nhạc chút xíu. Thì coi thử có cái này là EQ này, lưu ý cho các anh em là EQ dùng nguồn đôi ha, nó mới chỉnh, mới giải tầng, nó mới rộng được ha. Mình thử cho cái âm thanh nó đặc chủ luôn. EQ sử dụng nguồn đôi giải tầng chỉnh rộng ha, chỉnh cực kỳ sắc nét luôn, cực kỳ ok luôn. Đây
Ok, đây mình test lo rời mà quá phê như thế ha. Vô thùng là cực kỳ phê luôn. Khẳng định 100% luôn ha. Đó, người thật người thật. Ok, mình test một cái bản nhạc nhẹ cho các anh em xem. Nãy giờ mình alo thôi, test nhẹ thôi. Vào lòng người luôn ha, cực kỳ sắc nét ha. Đối với cái mẫu phiên bản 2023 thì tiếng reverb đã cải thiện cực kỳ nét hơn nữa, như thu âm luôn ha, chống hú cực kỳ hiệu quả cao luôn. Đây nãy giờ mình test là mình ngồi gần cạnh lò luôn ha, với chiếc 450 nếu không có chống hú là hú rất là lớn ha, không ca nổi đâu. Nếu mình ngồi gần lò là không bao giờ ca nổi. Ok ha, thì đối với cái bộ mạch này mình sẽ kèm đầy đủ phụ kiện remote ha, hai cái anten lắp micro phía trước ha, một cái anten bluetooth này, hai cái anten micro này ha. Đây phụ kiện nó lắp biến thế nè, dây nguồn nè, dây bình đã cắm bình ắc quy đầy đủ ha. Đối với cái bo mạch công suất lớn ha, các anh em sử dụng bình 20A đến 30A giờ ha. Đây vừa sử dụng điện bình và sử dụng điện 220 luôn, rất là tiện lợi ha. Có thể sử dụng dùng cho lo kéo chạy điện và lo kéo chạy bình luôn. Ok ha, quá tuyệt vời. Khi mình không có bình á, thì mình sử dụng điện trực tiếp ha. Đây, mắt chung chép hai kênh, lắp đơn giản, lắp như âm ly luôn ha. Mình kết thúc video tại đây ha. Đây.